đó. Thì với cái việc phân chia cái cấu trúc của các cái đoạn ngữ của mình thì nó sẽ giúp tại sao các bạn cổ cũng được thắt lưng bụng để làm cái gì, nó sẽ chi phối cho cái vùng cổ mà chi trên là còn các cơ thân bụng của mình và cái nhóm của các cái cơ chi dưới. Tại vì các em thấy nếu như một cái bệnh nhân người ta tới làm việc là sĩ ơi sao dạo này ha đau lưng quá mà đi lại cái yếu hai chân quá, thì các em chi lúc đó mình có đi tầm soát hết từ trên xuống dưới như cái đời sống của họ hay không? Dĩ nhiên là không, không ai rai nó nguyên đầu nó cười hết trơn á. Người ta sẽ thấy à, nó như cái phần bị tổn thương là cái phần giảm mất cảm giác của cái phần hai chi dưới, thì người ta sẽ ưu tiên người ta khảo sát là cái đoạn tử của phần thắt lưng cùng à. Thì các em sẽ thấy khu vực đoạn tử cổ này nó sẽ chi phối cho cái nhóm cơ của chi trên, đoạn tử ngực chỉ là cái nhóm cơ của cái phần thân trụ của mình, và các cái đoạn thắt lưng cùng thì sẽ chi phối của nhóm cơ chi dưới. Thì biết là khi cái tủy sống của mình, cái tủy gai của mình sẽ chia ra thành các cái cột, các cái sừng, thì các cái cột, các cái sừng trước sẽ liên quan đến vận động, các cái cột sừng sau sẽ liên quan đến về cảm giác. Ở đây em sẽ thấy là người ta tại cái là từng cái phân tủy ở từng các cái vị trí ha, và tủy cổ người thắt lưng thì cái hình dạng, cái cấu trúc nó cũng khác nhau, cái phần chất sáng ở trung tâm thì em sẽ thấy là ở đoạn cổ sẽ to hơn rất nhiều so với cái phần ở đoạn tuyển ngực chi phối cho phần thân trụ, và tới khi mà quay trở lại cái phần tuyển thắt lưng thì cái sự chú của nó lại sự chú của sau khi là tương ứng ngang bằng nhau. Thì ngay trong cái phần sừng trước của cái tủy sống cái tủy gai này, các em sẽ thấy là nó có sự phân phối rất là rõ rệt, cái phần nào sẽ chi phối cho cái nhóm cơ gấp, phần nào chi phối cho nhóm cơ duỗi. Tại vì không thể nào mình nói là tủy sống nó sẽ tách ra các dây mạch kinh, nó đến chi phối cho các cái cơ đầu đùi, con cơ hay là nhóm cơ duỗi, các cơ đối vận vân. Thực ra nó sẽ có một cái bản đồ ở trên cái tủy sống của mình, tương tự giống như cái bản đồ em mà nói mình học giải phẫu á, bản đồ ở trên bộ não và đa phần mình cũng được chi phối cho cái môi, cái tay, cái ngón chân, thì ở tủy của mình cũng theo một cái hình thức giống như vậy, nhưng mà nó sẽ không rõ ràng cụ thể là chi phối đó là cái ngón chân cái hay ngón tay cái à, mà nó sẽ là chia ra cái mấy cái phần về sừng trước của tủy sống này. Khi người ta phóng to ra thì cái phần phía ngoài đây em thấy là nó sẽ chi phối cho cái cơ của ngón chi, cái cơ ngón chi là như là cái đầu ngón tay, ngón chân, hoặc là cái cơ ngón chi nè, là cái cơ ở vùng này mà càng được chi vô cái đầu gần nát cái gần cái khớp, là cái cơ ở gốc chi. Rồi cái nhóm cơ duỗi thì nó sẽ là nằm ở phần cũng là sừng trước tủy nhưng mà nằm hơi gần phía trong một xíu. Tại vì các em sẽ còn sau này sẽ được liên hệ với là tủy sống thì nó sẽ có cái cặp mặt tủy để nuôi được phân tủy riêng. Nên nếu như nó bị chấn thương một phần nào đó hoặc nó bị thiếu máu trong một phần nào đó thì có thể là khi mà chỉ bị rối loạn cái hoạt động của cái cơ duỗi thôi, của cơ gấp thôi chứ không phải là nằm ở phần hoàn toàn. Lúc đó mình phải coi xác định cái vị trí của mình là nào, hay là chỗ gần sát cái gần cái ống trung tâm của mình thì nó sẽ là chi phối cho cái nhóm cơ ở cái phần thân ruột phần của cơ thể. Rồi về chức năng thì có hai nhóm chức năng phản xạ, chức năng miễn truyền. Thì cái khu phản xạ ấy thì gồm có năm thành phần, thì bạn đã cái nhóm mình đã trình bày rất là rõ ràng cụ thể là quy luật của cái phản xạ tủy, rồi có những quy luật nào các em xem phải lên sách giáo khoa. Thì ở đây chỉ công việc là một chút là về cái phản xạ hai cơ long hay phản xạ một sinh nhé. Còn giờ đây bạn nó chỉ có dây thần kinh cảm giác tiếp nhận nha, không đến trung tâm tiếp nhận này nó sẽ đi học liền với lại một cái cơ long vận động. Nên ở đây nó chỉ có một cái sinh nhé duy nhất, nên ta gọi là khu phản xạ hai cơ long một sinh nhé. Còn cái ung phản xạ ba neuron thì nó chỉ có khác biệt thêm một điểm là nó sẽ có thêm các cái neuron trung gian, thường là cái nhóm các cái tế bào bên sau sẽ có tham gia vào cái việc ức chế vì cái đường cơ. Thì do cái đặc điểm như thế này mình sẽ thấy cái thời gian việc này nó khác. Cái điểm thứ hai nữa là các em sẽ thấy cái vị trí của các cái cụ thể, do các cái cụ thể nó nằm ở các cái vị trí hoặc là ở trong hơi cơ hoặc là ở gân ở da thì nó sẽ tương ứng nó sẽ
thì người ta cứ rất là đọc vào cái gân cơ đứng đầu đùi thì sẽ có một cái đáp ứng là cái chân sẽ đá về phía trước, thì người ta sẽ giải thích cái hoạt động của cái nhiệt từ phản xạ như thế nào. Khi mình kích thích một cái căn cái lớp gân cơ ở đây thì cái luồng xung động thần kinh nó sẽ tác động lên trên các cụ thể ở trong hơi cơ ha, ở trạng này, và nó sẽ truyền các luồng xung động thần kinh hướng tâm theo những cái đường cột xương này, và nó sẽ được truyền về cuộc sống của mình. Thì các bạn nhớ, mặc dù mình đã học với bạn sạc tủy thì là cái hoạt động ghi lại tủy, nhưng lúc nào mình sẽ có hai đường, một nơi nó xử lý trực tiếp ngay tại cái đoạn thân tủy đó của mình, và một phần cái đứng tiền đó thì truyền lên phần não bộ của mình để coi. Ví dụ như mình đạp đúng cái đinh thì đầu tiên mình không có biết đạp đúng cái gì mà đau lắm, thì ngay từ đầu mình sẽ rút chân, nhưng mà lúc sau mình sẽ phải nhìn xuống mà mình đang đạp đúng cái gì, có cần phải đi ngừa hay không. Những cái phần đó là phần cao hơn, phần nước của não bộ nó lúc nào tất đó cũng được ghi theo hai luật xử lý nhanh ngay tại cuộc sống, và cái phần xử lý từ từ suy nghĩ của làm gì tiếp theo sao, hay là la hay là khóc nhè gì đó, thì sẽ là phần của não bộ của mình. Thì khi mà đến tới cái trung tâm xử lý tại cuộc sống của mình thì nó sẽ tích hợp liền với dây thần kinh vận động. Thì tại khu vực tích hợp với dây thần kinh vận động thì nó sẽ có hai nhóm. Một nhóm nó sẽ tạo nên cái đáp ứng là kích thích, nó tạo nên cái dây thần kinh vận động đi đến chỗ cơ cơ cứng đầu đùi. Khi kích co cơ cứng đầu đùi, và khi mà co cơ cứng đầu đùi thì cái chân của mình nó sẽ kéo đá ra phía trước, đá ra phía trước này, và đồng thời nó cũng sẽ có cái luồng thần kinh ức chế đi tới chi phối cho cái nhóm cơ bốn phần. Cơ cứng đầu đùi thì các em muốn học nhạc ổn định á, không biết đặt cơ, không đường to thì chúng ta sẽ có cái nhóm cơ duỗi, là cái động tác dừng lại. Thì lúc này nó sẽ ức chế cái nhóm cơ duỗi, đó là một cái cơ bán cơ bán mạc vì gắt cái chân lại ha. Thì này nó sẽ làm giãn cái nhóm cơ này, thì nhờ đó mà cái con cơ cứng đầu đùi nó mới đá đi được cái cứng cơ. Đó là về cái hoạt động chủ kỳ của các cái vùng phản xạ mình. Thì cái nhóm mà cái đối với các cái tế bào thần kinh mà nó nằm ở trong các cái cơ quan vô vi ha, được nằm trong cơ ngay cổ cơ này, cơ thì nó sẽ có thêm một cái được đó là cái neuron trung gian chế nhóm các tế bào trung gian. Thì đây sẽ là một cái ví dụ sản gấp có thêm vai trò cái neuron trung gian này và trung phản xạ neuron. Thì các em sẽ thấy tương tự giống như nãy, lúc này đây mình cũng gây kích thích, nhưng mà mình sẽ gây kích thích lên trên cái nhóm cơ của mình ha. Mình sẽ gây cái đau và cái to cơ, cái cơ quá mất đi. Thì lúc này nó sẽ tạo ra một cái luồng tính hiện cảm giác lên trên cái phần cơ vùng vi của mình, cơ quan vùng vi, nó sẽ tạo ra một xung động cảm giác truyền với phần cơ quan tiếp nhận là tủy sống. Thì nó cũng có hai luồng thần kinh, một là ức chế và một là kích thích. Thì trong trường hợp này em sẽ thấy là nó ngược lại với cái phản xạ tuyệt đối. Ở trong phản xạ tuyệt đối mình sẽ thấy co cơ cứng đầu đùi và ức chế cái nhóm cơ cái cơ quan này cơ lúc đầu tay, và trong trường hợp nó sẽ lắp thì nó lại ngược lại, nó sẽ ức chế cái nhóm cơ cứng đầu đùi và cái nhóm cơ này duỗi, còn cái nhóm cơ phía sau ha, cơ quan này nó sẽ co, nó kéo cái chân ra khỏi cái đùi lực phía sau. Thì cái phản xạ gấp rút lui cũng thấy là dễ gặp nhất, mình dùng nhưng mình dễ nhớ nhất là gì, khi mình chân mình đã đạp vô cái đinh, hay là khi mà tay mình tiếp xúc với cái cột sống này mình sẽ rút ra rất là nhanh. Nó sẽ theo một cái tức là nó sẽ thông qua cái hệ thống tiếp nhận cái thông tin cảm giác ao ha, xong xử lý tại khu vực sống của mình, sau đó nó sẽ cho đùi nghe thông tin tới kích thích cái nhóm cơ gấp kéo cái chân ra khỏi vị trí thương. Thì trong cái phần này ta sẽ giải thích cho mình cái việc là nó sẽ kích to của cái nhóm cơ gấp chân này và cái mình kéo cái phản xạ dũi chéo. Thì các em thấy rõ ràng là khi giờ chân mình tỏ hạ đi chỗ nào nào có bao giờ hai chân mình nhảy lên thế này, nếu như mà hai chân nhảy lên thì hồi lúc mà mình đáp xuống đất thì phải có gì tụ lại không, mình sẽ bị té đúng không? Thì cái này nó sẽ cái bạn xài dũi chéo này sẽ giúp mình cái cách nào, khi mà chân mình một chân bị đau ở đây cũng tự tin cái
chân bên đó sẽ có phản xạ đắp để kéo cái chân mình thoát khỏi cái vị trí đàn, nhưng đồng thời cái chân đối với mình phải làm như thế này, nó sẽ phải làm nhiệm vụ là nó phải hoàn toàn kích thích cái cơ duỗi để làm sao giữ được cơ thể mình thăng bằng. Tại vì nếu không cơ bên này lúc này chân bên trái anh thì đau nó lúc cơ rồi, chân bên phải không hề để ý hay là không có gì, các bạn sẽ thấy sao thì sẽ bị té ngay lập tức. Nên đó là ví dụ của cái phản xạ giữ chéo để phối hợp. Thì trong cái phản xạ giữ chéo thì em sẽ thấy nhìn cái đường của người nó sẽ nhìn nó phức tạp hơn, như là nó chi phối cho cái nhóm cơ, cho cái cơ mắt, cái chân sức đau rồi, nhưng đồng thời cái đường sinh học nó sẽ đi mắt chéo qua phía cuối bên để chi phối cho cái cơ còn lại để gây nhiệm vụ là giữ chân. Và đó là cái giờ duy trì cái trạng thái đứng ha, khi mình chạy. Đây đưa ra một số điều nhắc cho các bạn thôi. Thì đó là mình nhắc tới những cái liên quan đến việc phản xạ. Và các em thấy phản xạ thì giúp là giúp cho mình bảo vệ cơ thể, tránh khỏi những cái thức ăn nguy hiểm vì nào từ cái phần cơ thể mình ra khỏi cái cổ hiểm. Nhưng mà các em thấy để mình làm một cái động tác chạy nhảy đi hay là giờ mình muốn chơi bóng rổ hay là mình muốn chơi bóng chuyền đá banh vân, thì các em thấy chỉ mỗi cái chức năng phản xạ của cuộc sống thôi có thể giúp cho mình có thể thực hiện cái động tác đó không các bạn? Không ha, thì nó đòi hỏi những cái cấu trúc khác và tham gia vào cái thực hiện cái động tác của mình. Để các em thấy này, khi học nhà cũng chi phóng thì ở đây em phải nằm xác định cái hướng cái vị trí như thế nào, và đó là một chuỗi các cái động tác là trước tiên từ cái động tác là mình ném băng. Bây giờ mình sẽ qua thôi các cái điều chuẩn bị cho cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình chỉ nói là mặt cũng phía thấp phía dưới là cái điều chuẩn bị của cuộc sống có đi đến các cái cơ như thế nào thôi. Thì về phần lên cái mặt ném lên thế nào đi tới đâu cường độ ra làm sao thì nó sẽ làm rất cao hơn, dù như là trên các đường gọi là một mặt quần đảo hay là chúng mình có chủ não sẽ biết cũng còn để cho mình phối hợp với vận động ra sao. Thì các cái đường dẫn truyền vận động hay là các cái đường dẫn truyền tim mạch thì các em sẽ nhớ tim mạch nó sẽ có hai nhóm. Một cái nhóm đó là được gọi là các cái đường vận động khác, cái đường bên này thì nó sẽ có đường vận động khác, hay còn một cái tên của nó là có vỏ gai. Còn cái này thì ngoài ra mình sẽ có các cái đường theo cái phía là đường giữa thì là thường là các cái nhóm đường khác. Vậy thì cái đường dẫn truyền khác và đường dẫn truyền khác khác nhau ở chỗ nào? Ngoài cái nhóm hồi nãy mình trình bày, mẹ có nói mình về cái bó khác với các cái bó hoàn khác. Vậy thì bó khác với bó hoàn khác nó khác nhau cái gì nữa? Cùng là những cái chức năng vận động mà khác nhau gì? Thứ nhất là cái đường đi đó còn khác nhau gì không các bạn? Còn cái gì khác nhau không? Thì cái đường dẫn truyền khác hay cái đường bỏ khác nó sẽ được xếp cho cái nhóm là thực hiện các cái vận động theo ý muốn của mình, của biết à, các bạn không biết cái đường bỏ khác hay còn gọi là cái bỏ bỏ gai bỏ tự nhiên của các bạn thấy là người ta ghi là corticospinal, thì nó sẽ chi phối các cái đường vận động mà thay đổi theo ý muốn của mình được. Từ giờ các bạn muốn nằm con đường này lên mình thì hoàn toàn theo ý muốn của chị được, nhận thức là được cũng là cái gì. Còn cái đường ngoại khác đó, thì thường là nó sẽ không có theo cái chuỗi, nó không có theo cái mục đích của mình, nó là cũng theo cái theo như cái chuỗi bạn đang chọn, đó là như vậy nè, nó được sắp xếp được là sẽ là giống như vậy. Thì cái tên gọi của các cái bó này nó sẽ làm sao để các bạn dễ nhớ, sao có bó thì có bó gai, bó mái gai vân, thì các bạn dựa trên cái tên của nó. Ví dụ như bó khác nó có cái tên gọi là bó vỏ gai thì các bạn sẽ biết cái đường đi của nó là đi từ đâu này, từ vỏ não đi qua cái vị gai vị sống của mình. Còn lý do tại sao người ta gọi là bó khác tại sao là khác sao nó sẽ có đồng ha, bó vỏ gai tương tự nó chính là cái bó khác. Tại sao lại có cái tên gọi là bó khác?
cái thằng mà cỡ nát này giúp cho mình nhận thức được mình thay đổi cái ý muốn của mình được. Cái hàng này chủ động theo ý kiến của mình. Còn các em thấy một số cái bó mã của mình, các cái bó mái gai, bó đỏ gai vân vân thì các em cái tơ này sẽ giúp cho các em biết ví dụ bó đỏ gai nó sẽ đi từ nhân đỏ và cái gai của mình, rồi bó mái gai thì nó đi từ các cái ví dụ ở khu vực tủy não hay là các cái răng mái gì đó tủy não đi qua tủy gai của mình. Còn lý do tại sao gọi là bó khác thì người ta thấy là khi mà người ta cắt ngang qua tủy sống, người ta quan sát thì người ta xem những cái biểu hiện tủy thì nó cái tính hiển vi đang học mà cái độ trẻ cao thì người ta sẽ thấy được là cái hình dạng cái cấu trúc của các cái bó này nè nó có hình dạng những cái gì khác, người ta sẽ gọi nó là bó khác. Và nó là một trường người ta quan sát cái tính hiển vi chứ không phải là cấp độ gì rồi nha. Thì với mục tiêu của em thì ráng mình nhớ cuộc sống cái đường đi của cái bó khác này nó rất là quan trọng với chúng em. Thì cái đường đi của bó khác nó sẽ đi như thế này, nó sẽ đi bắt buộc được cái đường bó não vận động thì bữa sau mình sẽ đường học nó sẽ đi đến qua khu vực là qua cái cấu trúc khác của não bộ ha, nó còn là trung não hay não giữa nè, xong tới một mạch não và xong sau đó thì nó sẽ tới khu vực ngoài giữa mạch não thì xong thì nó sẽ bắt kéo sang cái đối bên và nó chi phối cho cái hành động của những cái phần đối bên. Thì các em thấy là nếu như bị tổn thương cái đường bó khác của mình thì lúc nào nó cũng sẽ gây việc giảm hoạt động của cái nửa thân đối bên đó, đúng không? Tại vì nó sẽ bắt kéo sang đối bên khi mà đi qua cái khu vực là thành não. Thì trong các em so sánh với lại các cái bó ngoại khác nó có 5 cái bó thì các em sẽ thấy là cái vị trí bắt nguồn nó không có đi từ khu vực bỏ não, chỉ có bó khác nó mới đi từ bỏ não, nó mới đi xuống qua các cái cấu trúc khác. Tại vì là cái liền trong ta xong não giữa hơn khu vực đầu não hoàn não tới đầu hoàn não thì nó sẽ bắt kéo sang phía cuối bên thì đến xương trước của tủy của bên chi phối cho các cái nhóm cơ, các cái cơ cũng như cấu bên của cơ thể. Nên nếu như là các cái hoạt động, các cái neuron bắt buộc từ bỏ não phía bên phải thì sẽ chi phối cho bộ xương phía bên trái ngược lại. Nên đó là lý do sao em thấy là ví dụ một người như ta bị tai biến mạch máu não hay bị tổn thương máu này thì ta sẽ bị liệt bộ đôi bên của mình. Còn cái đường ngoại khác thì em sẽ thấy nó không có bắt buộc trên bỏ não của mình, nó sẽ đi từ các cái nhân dưới bỏ, ví dụ như trong trường hợp này là cái nhân đỏ nằm ở đường não giữa đi thì nó sẽ có cái đường nó sẽ đi xuống và nó cũng sẽ bắt kéo ở phía đôi bên đôi bên của mình thể. Và những cái có mà ngoại khác này do nó không có đi qua cái đường bó nào của khu vực bỏ não nên nó sẽ không nhận thức được, không có chú ý theo cái hướng của mình được. Thì đối với cái đường bó khác thì các em lưu ý một cái đặc điểm của cái bó khác của mình, đó là trong cái bó khác đó nó sẽ có bó khác thẳng và bó khác chéo. Thì coi con cái đường đi của bó khác thẳng và bó khác chéo này nó khác nhau cái gì của mấy bạn anh? Thì các em sẽ thấy cái đường vận động khác, đường bó khác hay bó bỏ gai của mình nó sẽ có các cái neuron vận động trên ở khu vực vận động của bỏ não, xong sau đó nó sẽ đi xuống khu vực đầu trong, đi xuống não giữa, khu vực đầu não, thằng não. Thì đi qua tới thằng não nó sẽ có một cái đường là bắt chéo sang phía đối bên và đi trước ở cái xương trước của tủy sống, đó sẽ có cái gen cung ra chi phối cho cơ. Thì đây nó một cái bắt chéo khác ở đây thì hầu hết các cái đường bó khác của mình nó đều là bắt chéo ở khu vực thằng não, nhưng mà có một số cái sợi thần kinh nó không có bắt chéo ở khu vực thằng não mà nó đi thẳng luôn, nó đi vùng vật cầu bỏ não, đi xuống não giữa cầu não thằng não và nó tới khi tới cái đoạn tủy, ví dụ như là tủy cổ đi, thì lúc này nó mới bắt chéo ngay tại cái vị trí thằng tủy thì nó mới bắt chéo sang cái xương trước đó lên. Đây các em thấy dễ nè, em sẽ thấy là khi nó đi thẳng xuống đây nó bắt đầu đi sang đây rồi, dừng ở xương trước của tủy rồi cùng bên, nhưng mà nó sẽ có một cái sợi
lại cái đường vận động khác của mình. Lúc này nó cũng bắt chéo sang đổ bên, chi phối cho nửa người đổ bên cơ thể cả. Dù là thắt thẳng hay thắt chéo thì nó chỉ khác nhau là cái phần nó bắt chéo sang đổ bên mình. Thắt thẳng thì nó sẽ bắt chéo ngay tại cái phần tủ đó. Còn thế là có thắt chéo thì nó sẽ bắt chéo ngay chỗ vị trí là dưới cái khu vực hành đạo của mình. Còn các cái đường ngoài khác là do điều chỉnh các cái cử động không tùy ý, không theo ý muốn của mình. Có cái nhân đỏ mái thì mình sẽ hướng dẫn những cái này các em biết mà. Thì mình sẽ biết là với cái tên gọi như vậy thì mình sẽ biết nguồn gốc đó là đi từ vị trí nè, đi tới vị trí ai. Hồi nãy thì có bạn nói về cái hiện tượng choáng tỉnh. Thì cái hiện tượng choáng tỉnh này mà sao khi mình bị, các em nhớ là tỉnh nó có cái hoạt động tại chỗ của nó. Mình thấy cái xung quanh sáng của nào là mình kích thích đó thì nó xử lý ngay là tỉnh, mà một phần tỉnh chạy nó được sử dụng truyền trên não bộ. Nên tất cả các phản xạ tỉnh bao giờ cũng được điều chỉnh bởi cái bộ não, các hoạt động cái trung tâm cấp cao hơn của nó cả. Thì trong những trường hợp cũng như cắt đứt ngang tỉnh thì lúc này coi như là đứt cái tổng đạo ở phía trên đầu não rồi đi xuống tới cái đoạn cuộc sống. Thì ngay thời gian đầu em thấy là giờ đang tổ chức đánh nhau mà giờ chỉ huy của mình bị mất tiêu rồi, thì sao hay nói sao như vậy, như rắn mất đầu thì người phía dưới nó sẽ tán loạn rồi mất hoạt động, không biết phải làm như thế nào, không biết phải chiến đấu ra làm sao á. Thì giai đoạn đầu của giám thị là các bạn sẽ thấy cắt đứt hoàn toàn, mất hoàn toàn vận động, mất hoàn toàn cảm giác. Hồi nãy bạn của mình nói là sẽ bị mất cảm giác, rất là tên không phải mất cảm giác là mày không biết gì hết trơn hết á. Lúc đó các em có cấu nhéo, em có dùng kim cái em đâm hay lấy lửa các em hơn thì nó cũng hoàn toàn không cảm nhận, không biết được gì cả. Còn tên nó là cái cảm giác khác, tên người ta có thể nó là cảm giác của người mình chăm chích, có bao giờ các bạn bị ai đâm đâm ba rồi lấy tâm đâm á, nó là cảm giác nó chăm chích, hoặc là có cái con gì nghiến nó bò trên mình của mình, đó là người ta gọi cái tên. Còn cái mất cảm giác hoàn toàn kêu là không còn biết cái gì hết, ai cấu nhéo là mình không biết nè. Và bên cạnh đó sẽ còn liên quan đến cái phản xạ như thế nào nữa. Thì người ta nói là cái đoán tử là cái phần tử do cái bên dưới mất cái phần chỉ huy của cái não bộ phía bên trong, bây giờ không biết phải làm gì chờ cái bao nhiêu là lơ luôn biết không. Nhưng mà khoảng sau một khoảng thời gian sau thì nó sẽ phục hồi lại cái phản xạ tự động tử, lúc đó là tử sẽ bùng lên thì biết mình đã làm sao rồi. Cái giai đoạn mà nó bùng lên như thế này thì nó sẽ tăng cường cái hoạt động của nó lên. Tại mọi khi nó có thể cân bằng điều hòa được là nó do cái não bộ nó chi phối, thì do cái mọi thứ nó không có thể tăng bằng hết. Còn giờ là mất chỉ huy không lãnh đạo là mừng quá giờ muốn làm gì làm thì nó sẽ tăng cường nó tối đa. Thì các em sẽ thấy lúc này bệnh nhân có thể là cái hoạt động phản xạ sẽ tăng rất là nhiều. Trước khi mà với giai đoạn đầu thì sẽ không còn phản xạ, nhưng tới giai đoạn sau chỉ còn hoạt động của tử thôi thì nó sẽ phục hồi phản xạ cũ lại. Còn các cái hoạt động chưa được cơ tăng dần. Thì giờ hỏi chu lực cơ là gì các bạn? Thì thí dụ như các bạn đang ngồi bình thường, mình thử sờ với cái bắp cơ của mình thì các bạn sẽ thấy nó sao, nó sẽ có cái độ săn chắc nhất định, nó ổn định đây. Hay là giờ có thể thử lên cái bàn thư giãn hoàn toàn, bây giờ thả cái tay rơi xuống, các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ có cái độ co nhất định, nó không phải mềm mẻ mà nó cũng không cứng. Thì nó còn lại chu lực cơ bình thường. Thì trong những cái trường hợp bệnh nhân bị tăng cường cơ này, em sẽ thấy mặc dù có bệnh nhân thư giãn cơ lúc nào cũng trong trạng thái cái gian dần cứng lên thì đó là do cái hoạt động tại chỗ của cái tủy tăng cường hoạt động riêng phản xạ tăng cường cơ. Thì đó là xong về cái phần tủy sống của mình. Thì ngày hôm nay chị chỉ nói đến cái chức năng phản xạ, chức năng dẫn dắt hoạt động thôi, còn cái chức năng mình truyền cảm giác để ngày hôm sau các bạn của mình sẽ có chuẩn bị một cái hội chứng là cắt ngang của tủy Brown-Lehnquist ha. Các em có thể về cái tìm hiểu thêm sau thì sau thì sẽ coi sẽ giải thích cái tủy nó như thế nào. Giờ mình mời cái nhóm thứ hai sẽ trình bày về cái con não.